Rồi xin kính chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái miếng lúa đài thơm của mình. Và đây là miếng lúa mình sử dụng Bimin. Mình đã sử dụng Bimin là 2 cử các bạn. Bạn xem ha, lúa này mình xạ một con đồng cắt là 18 kg nha các bạn. Đây, Bimin sử dụng 2 cử, nó có tác dụng là có đối với mình đó là nó rất là nở cây nha các bạn, nở bụi rất là dữ. Đây mình dạch cho các bạn xem, như hơi khó thấy các bạn ơi. Mình lại mấy gỗ nấu ở đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, các bạn xem cái số lượng mà bông này rất là dày, rất là đạt trên đầu bông á. Mình chịu khó mình loại vô để nhiều bạn đó, mình sẽ quay mấy cái chỗ ngoài lúa nó nở. Đây mình sẽ loại vô cái đám ruộng luôn, giữa ruộng mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi các bạn xem nè, rất là nhiều, dụ như cái bụi này nè, bụi này các bạn, bụi quay nè, nở nè, rất là nhiều cây. Đây như bụi này, đây bụi này là nở 3 cây, là 3 cây là xài được hết trơn nha các bạn nè. Bụi này là nở được là 3 cây, 3 cây thì xài hết cho bông luôn nè. Bụi này thì 4 cây, 5 cây luôn các bạn ơi nè. Một nè, đây mình sẽ đếm cái số lượng cây con cho các bạn xem nè. 1 cây nè, 2 nè, đây cái nhánh nè, 2 nhánh này nó bị mũi hành rồi, 3 nè, 4 là 5 nè, 6 nè. Nó không các bạn, mình xài Bimin thì mình dập phân vô nó sẽ nở rất là dữ. 6 nhưng mà lúa mà này thì bị mũi hành nè, mình hết 4 rồi, 4 vé còn có 3 vé thôi, 3 vé dẫn cho bông rất là to luôn. Đây bạn xem, đây là cái bụi lúa của nó. Đa phần là ruộng mình là như thế đó các bạn nè, gốc cũng không có dày không, nhưng mà trên đọt rất là dày nè. Đây mũi hành là 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè. Bụi này thì được 4 cây và 4 cái nhánh nhỏ bị mũi hành. Gốc thì mình thấy là không có dày gốc đó, nhưng mà nó nở bụi rồi, đọt rất là dày nha các bạn. Đây các bạn xem lúa nè, đó là mình chia sẻ với các bạn. Rồi cách sử dụng bonsai của mình như thế này là từ 7 đến 10 ngày đó thì chúng ta vô nước, thì chúng ta giải khử phân. Rồi sau đó khoảng 4 ngày bắt phân 4 ngày và 5 ngày chúng ta sẽ dập một cử bonsai nữa các bạn ơi. Đó là mình cử bonsai thứ nhất. Cử bonsai này thì mình sẽ giải đạm với DB, còn không thì nếu phân DB và mắt thì mình sẽ giải đạm với lăng. Ở dưới miếng đất này thì mình giải đạm với lăng này các bạn, giải một công một cắt á là mình giải tương đối khoảng 20 kg nha, 10 kg đạm, 10 kg ure đó, với 10 kg lăng long thành là khoảng 20 kg. Là lúa chúng ta khi giải xong thì lúa chúng ta nở rất là đạt. Rồi cử thứ hai là cái cử khoảng 25 ngày chúng ta cắt phân ta bỏ, thì lúc đó mình sẽ giải Bimin một cử nữa và mình xem cái dàn lúa của mình. Nếu mà lúa mình đã đủ gã rồi thì chúng ta chỉ giải 100g Bimin thôi. Còn mà đối với vụ hè thu thì vụ thu đông á thì chúng ta sẽ nên giải 200g, mỗi cử 200g Bimin. Lúa chúng ta nó thấp, bông thì tương đối chứ không có lớn không, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái cây con nhánh vé, lúa chúng ta không có đậu ngã nha. Mùa xuân này thì chúng ta nên giải 2 cử, nhưng mà cử đầu 200g, chỉ sau là 100g đối với công cắt các bạn thì nó sẽ cao hơn. Rồi còn lượng phân thì cứ 25 ngày thì tùy các bạn, bạn nhìn lúa mà chúng ta đi nhiều ít phân thôi. Quan trọng là cái cử 10
thi cử 14, 15 ngày đó các bạn, 16 ngày cũng được. Thi cử đó chúng ta sẽ đập phân cho mạnh ha. Và chúng ta sử dụng là bimin để tràn vô. Bimin là một công là con cắt và 200g cho công cắt các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.